Hôm nay em quyết tâm sống healthy, thể dục thể thao thể hiện các kiểu. Nên em đi xin mẹ, cái mẹ cho em 2 triệu để em đầu tư cho công cuộc này. Tại cũng là đang được sale 10 tháng 10, các em lên Tiki em hút một nùi. Đầu tiên các em mở màn xanh tươi cuộc sống thì em mua một bộ làm giường mini. Ôi trời ơi, giống như là cho em bé chơi vậy đó. Mấy em bé cây này ở đâu tự nhiên chạy tới ban công nhà em, mắc công chăm quá nè. Để coi thử chăm được mấy ngày. Sau đó thì em nhận mấy em táo Nam Phi mini này, để một ngày em ăn một quả táo thì quả táo nó sẽ không có đến. Nói chứ em ăn vậy để trải nghiệm cảm giác ăn hoa ăn quả của các bậc tiên nhân ngày xưa đó. Chứ em thấy mà em có đẻ ra ở thời đó thì em cũng bích cửa thành tiên luôn mọi người. Tại vì em nặng quá, em bay qua bay lại sao được. Rồi, cái khúc này quan trọng nè, mọi người tập trung nha. Bộ ba dụng cụ thể dục thể thao thể hiện. Một chiếc thảm yoga màu tím rịm, đa phần ai leo lên cũng buồn ngủ. Một bộ dụng cụ tập đa năng vai ngực và một con lăn tập bụng nè. Hơi, trên đời này làm gì còn có ai mà siêng năng mà dễ thương mà chịu khó như em nữa mọi người. Rồi em trải thảm đỏ ở lộn thảm tím ra. Em vô thế xong em lên mạng em search các bài tập của người ta bla bla cái kiểu. Trời ơi, nhìn cũng tập cũng được á chứ bộ. Ừ, được lắm, tập hồi cái cặp tay coi như là bỏ luôn, tối lướt TikTok với Facebook rồi là bằng chân luôn chứ không có lướt bằng tay nổi nữa. Nó nhức cái cặp ứ với cái nách quá nè. Còn cái bé lăn tập bụng này thì dễ thôi đó, mình đặt hai cái tay lên mình chạy gì nè đó. Ủa sao ở trên mạng người ta tập nhìn dễ lắm mà sao ở ngoài đồ em tập nó té cái đuổi không vậy trời. Alo, tổng đài trả lời giùm em đi ạ. 10 phút sau. Vâng, và chào mừng mọi người đã đến với kênh Bông Tím Múc Ăn. Và hôm nay xin mời mọi người cùng đến với một bữa tiệc ăn mừng vì em đã vượt qua được bản thân và chủ động tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nha. Bữa tiệc hôm nay chúng ta sẽ ăn 1 ký tôm càng xanh. Em mới order được tụi nó trên Tiki Ngon cộng với lạp xưởng đó nè. Tất cả đều là tiền mẹ em cho, còn dư ấy em mua thêm thôi chứ em không có ý gì đâu. Tôm rất là ngon và gạch đỏ ao. Còn cái điều gì vui thú hơn việc được ăn những cái món ăn mà mình thích chứ hả mọi người? Body bó cua gì tầm này. Tiếp theo thì mình cũng cảm thấy vẫn còn hơi đói cho nên mình sẽ review đống đồ ăn vặt mà mình mua thêm cho đủ 2 triệu nha. Cho nó khỏi phụ lòng mẹ mình thôi chứ không có gì. Vâng, đây chính là khô heo 100% làm từ heo. Nho khô 100% được sấy từ nho. Còn đây là mực sấy mà nó có làm từ mực hay không thì không có biết. Trời ơi. Và đây là hạt sen sấy khô. Nghe thì tĩnh tâm nhưng mà ăn hơi lãng nhách. Và lúc rảnh rảnh thì em đặt thêm 2 lốc sữa ốc chó uống chơi chơi thôi chứ không có gì hết. Cái đống đồ ăn này chắc em trụ cỡ 2-3 ngày là hết à. Ủa vậy là thể thao giảm cân chưa? Ôi trời, thể thao và cân nặng là cái lý tưởng mình theo đuổi cả đời lận. Còn cái chuyện đói ăn là cái chuyện trước mắt, là mình phải giải quyết cái chuyện trước mắt trước á, rồi mai mốt mình tính tiếp vậy nha. Hôm nay mẹ không còn cho tiền mình mà mình có cơ hội cho ngược lại mẹ nha. Này là cái hộp dầu thơm thơm phức nách nhất. Thì nói là quà ngày phụ nữ Việt Nam cho nó có cớ thôi chứ tặng mẹ thì lúc nào tặng chả được trời. Em gọi là dầu thơm tại vì Vân hay gọi nó là dầu thơm cho nên tôi gọi theo á. Mà nhắc dầu thơm mới nhớ xưa mua cho chai hàng hiệu xong không xài để trên tủ chân vậy á rồi quét cây bể. Ngộ chưa? Còn cái chai thứ hai em mua cho thì lúc biết giá chửi em quá trời chửi. Thế cho nên hôm nay em quyết tâm em tìm thấy cái bà nước hoa thô Optatum này. Thứ nhất là bả nhỏ có 8 mil và không dùng nhựa mà là thủy tinh có nhôm áo giáp bên ngoài nó không có bể. Em á là em biết rành tánh gì Vân hay quơ bể cái chai lắm mà nó nhỏ gọn vậy á, đi đâu cũng đem theo được không có lo cái người mình nó bốc mùi mỗi ngày mỗi lúc mỗi nơi. Thứ hai là tại sao lại nói nó thô, là thô lỗ hay là thô thiển? Không á, thô lỗ là em nè, còn cái này là thô sơ mộc mạc, tức là nó không có dùng nhiều dung môi cho nên tăng tỷ lệ phụ hương lên, dùng trong 6 đến 8 giờ. Nói chung là hãng nói vậy đó, còn ai rảnh đâu mà bấm giờ canh chi. Và cái này là mình dùng xịt thẳng vô quần áo được nha, mẹ em là thích vậy đó, chứ mà em chỉ mẹ em xịt vô tay vô gáy rồi là mẹ em chửi em chết. Chứ thật ra là bình thường em cũng xịt vô trong áo à, tại vì em xịt vô trong gáy này nọ sợ nó dính mặt, mà tại vì cái mặt em nó dễ lên mụn. Rồi em với bông non banh ra hai cái mùi, no 3 với no 5. No 3 là mùi happiness booster, em tạm dịch là hạnh phúc dồi dập nha. Hương nó như kiểu một khu vườn xum xuê đầy hoa thơm trái ngọt và nắng ấm đó. Còn hoa gì trái rì thì em hửi chưa ra. No 5 là mùi gorgeous black, là đen gực gỡ. Mùi này là hút nha, vừa có hương gỗ lại mix với hương trái cây thì nó giống như là vừa có thân cây vừa có trái nè. Thì còn thiếu cái rễ nữa thôi, chèn rễ là nhà em đông vui á. Rồi em nghĩ là mẹ em sẽ thích hai cái mùi này đó, còn mẹ em có thích hay không thì em chưa có biết nữa. Nhưng mà hai cái bà này thì em với bông non chia nhau lụm trước đi. Còn quà cho dì Vân thì em đặt Optatum người ta giao luôn rồi, chứ ai mày rảnh mà đặt về nhà em rồi em lại gửi về nhà của dì Vân nữa, đúng không?